Con xin kính chào cộng đoàn ngày mới an bình trong tay Chúa Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. À, xin mời cộng đoàn nghe bản tin giáo hội Công giáo ngày mùng 5 tháng 11. Đức Giáo hoàng Francisco. Trái tim của đức tin chúng ta là tình yêu. Linh vật Luce trong phong cách anima của Vatican lan truyền trên internet với những ảnh hưởng chế và fan ạt Công giáo. Giám mục bảo vệ việc đọc kinh Thánh Micae trong thánh lễ ma quỷ không có ảnh hưởng. Các giám mục Hoa Kỳ công bố tuần Chủ Nhật kính Chúa Kitô Vua kêu gọi cầu nguyện cho tự do của giáo hội, cầu nguyện cho một cuộc bầu cử hòa bình với ứng dụng Halo. Sau đây con xin kính mời cộng đoàn lắng nghe bản tin chi tiết. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trái tim của đức tin chúng ta là tình yêu. Vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về lời dạy của Chúa Gieo rằng Ê, mọi việc phải được làm bằng tình yêu, điều mà ngài cho là thiết yếu đối với đức tin của mỗi người mỗi trưa chủ nhật. Đức giáo hoàng xuất hiện từ cửa sổ nhìn ra quảng trường thánh phê để đưa ra một suy niệm ngắn về tâm linh trước khi đọc kinh truyền tin, một lời cầu nguyện dâng lên đức mẹ. Bằng tiếng Latin. Khi trò chuyện cùng hàng ngàn người tụ tập dưới ánh nắng tại quảng trường Vatican vào ngày 3 tháng 11, Đức Giáo Hoàng đã bình luận về đoạn tin mừng trong ngày. Kể lại một trong những cuộc đối thoại của Chúa Giêu tại đền thờ Jerusalem. Trong câu chuyện, một thầy thông giáo hỏi chúa dêu giới răng nào là đứng đầu trong mọi giới răng đức giáo hoàng nhận xét rằng đây là một câu hỏi hay và cũng rất cần thiết cho chúng ta cho cuộc sống và hành trình đức tin của chúng ta ngài nói ờ thực vậy đôi khi chúng ta cũng cảm thấy lạc lối giữa bao điều và tự hỏi nhưng cuối cùng thì điều gì là quan trọng nhất đâu là trung tâm của đời sống của đức tin của tôi chúa dêu đã đưa ra câu trả lời kết hợp hai giới răng quan trọng nhất yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận. Và đó chính là trái tim của đức tin chúng ta. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng khi Chúa lại đến, điều đầu tiên và quan trọng nhất mà Ngài hỏi chúng ta là chúng ta đã yêu thương như thế nào. Điều quan trọng là hãy khắc ghi vào lòng giới răng quan trọng nhất, Ngài tiếp tục. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của bạn, và yêu người thân cận như chính mình. Hằng ngày, hãy xét mình và tự hỏi, Tình yêu dành cho Thiên Chúa và người thân cận có phải là trung tâm đời sống của tôi không? Lời cầu nguyện của tôi với Thiên Chúa có thúc đẩy tôi đến với anh chị em và yêu thương họ cách vô vị lợi không? Tôi có nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi khuôn mặt của người khác không? Đức Giáo Hoàng Francisco trích dẫn thông điệp mới nhất của ngài, Dilexit nos, nói về thánh tâm: Chúng ta đều, như đã biết, cần quay trở về với cội nguồn của đời sống và đức tin vì trái tim là nguồn gốc sâu xa của sức mạnh và xác tính. Ngài nói tiếp, và Chúa gieo dạy chúng ta rằng cội nguồn của mọi sự chính là tình yêu, rằng chúng ta không bao giờ được tách Thiên Chúa khỏi con người. Ngài nói thêm, trong hành trình của bạn, điều quan trọng không phải là các thực hành bên ngoài như lễ vật thiêu hay hy lễ, mà là sự sẵn lòng của trái tim khi bạn mở lòng mình với Thiên Chúa và với anh chị em trong tình yêu. Chúng ta có thể làm nhiều điều. Nhưng chỉ vì bản thân và không có tình yêu và điều đó sẽ không có giá trị, chúng ta làm những điều đó với một trái tim sao lãng hoặc thậm chí khép kín. Và điều đó cũng sẽ không được. Mọi việc phải được làm bằng tình yêu e ngài nhấn mạnh. Sau kinh truyền tin, Đức giáo hoàng Francisco kêu gọi cầu nguyện cho Valencia, một khu vực ở Đông Nam Tây Ban Nha bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lụt bất ngờ vào ngày 29 tháng 10. Do mưa xối xả, Trận lục tồi tệ nhất mà đất nước này đã chứng kiến trong nhiều thập kỷ đã khiến ít nhất 214 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn mất tích, theo giới chức trách. Đức Giáo Hoàng cũng khen ngợi nhóm Em Genji của Ý. Một tổ chức thúc đẩy điều 11 của Hiến pháp Ý, theo ý bác bỏ chiến tranh như một công cụ xâm lược chống lại tự do của các dân tộc khác và như một phương tiện giải quyết tranh chấp quốc tế. Nguyện cho nguyên tắc này được thực hiện trên toàn thế giới, nguyện cho chiến tranh bị loại trừ và các vấn đề được giải quyết bằng luật pháp và đàm phán. Hãy để vũ khí im tiếng và nhường chỗ cho đối thoại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar và Nam Sudan đang bị dày vò, Đức Francisco nói. Linh vật lưu sơ phong cách anim của Vatican lan truyền trên Internet với những ảnh chế và phản ác công giáo. Vào thứ Hai, ngày 28 tháng 10. Vatican đã giới thiệu một linh vật phong cách anim tên là Lucer để đại diện cho người hành hương công giáo trong năm thánh 2025. Chỉ trong vòng một tuần, nhân vật này đã trở thành hiện tượng lan truyền trên Internet. Chưa đầy bảy ngày, hàng trăm ảnh chế và phan ác của Lucer, đọc là Luce, đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội như Facebook, X, Reddit và TikTok và được lan truyền rộng rãi. Nhân vật này đặc biệt phổ biến với các tài khoản mem công giáo và các nhóm công giáo nhưng cũng có mặt trong nhiều không gian không phải công giáo như các nghệ sĩ anim nghiệp dư. Các tài khoản mem tin lành và một số tài khoản mem thế tục và chính trị. Lucifer thậm chí còn tạo cảm hứng cho các bộ trang phục Halloween và một loại tiền điện tử tên là Lucifer Token, với vốn hóa thị trường đã vượt quá 50 triệu đô la Mỹ. Biểu tượng của Lucifer. Lucifer có nghĩa là ánh sáng, trong tiếng Ý, là một linh vật với mái tóc màu xanh dương, đeo tràn hạt quanh cổ và khoác chiếc áo mưa màu vàng. Biểu tượng cho hành trình qua những cơn bão, cuộc đời và phản ánh màu cờ của Vatican. Cô đi ủng xanh lấm bùn, tượng trưng cho hành trình dài và gian khó, và mang một cái gậy biểu trưng cho cuộc hành hương đến cõi Vĩnh Hằng. Bộ phận đặc trách loan báo tin mừng của Vatican đã ủy thác việc tạo ra nhân vật này do họa sĩ người Ý Simone Leno chủ sở hữu công ty Tokidoki. Chuyên sản xuất các sản phẩm lấy cảm hứng từ thiết kế Nhật Bản, thiết kế. Tổng giám mục Trino Fischel, người đứng đầu Vatican tổ chức năm thánh, đã công bố linh vật này tại một buổi họp báo. Nhiều ảnh chế lấy cảm hứng từ Lucifer lan truyền trên mạng truyền tải thông điệp Kitô giáo về cầu nguyện và chống lại ma quỷ. Một mem nổi tiếng, chế lại cảnh phim Ethe Sinning, để cho thấy Lucifer dùng cây gậy đập vào cánh cửa gỗ, Họ mặt qua lỗ và khiến ma quỷ co rúng ở góc phòng. Một số mem khác mô tả Lucer đang quỳ cầu nguyện. Một số mem về Lucer cũng mang thông điệp ủng hộ sự sống, như một mem mô tả Lucer cứu một em bé khỏi cơ sở phá thai của Planet Parental. Một số mem còn đặt Lucer bên cạnh các thập tự quân. Cha Matthew P. Snyder, LC, một linh mục công giáo nổi tiếng trên mạng xã hội, đã hưởng ứng linh vật này đăng các chuỗi tuyết trên X với hơn 70 tác phẩm fan ác yêu thích của ngài về Lucifer. Một số nghệ sĩ nghiệp dư là người công giáo, nhưng hàng chục nghệ sĩ anime nghiệp dư chuyên sản xuất nghệ thuật thế tục cũng đã tham gia vào trào lưu này. Tôi thích Lucifer, linh vật cho năm thánh 2025, Jay nói trên X. Các hình ảnh dường như là một sự chuyển thể văn hóa hiện đại, hoặc hội nhập văn hóa theo phong cách Kitô giáo rất hay. Catholic Anxua Tán Thành Thomas Gerard người quản lý mạng xã hội cho Catholic Answer, đã viết một bài báo vào thứ Năm. Ban đầu bày tỏ lo ngại rằng nhân vật này sẽ là một nỗ lực thất bại để làm cho giáo hội trông có vẻ thời thượng và phù hợp. Tuy nhiên, ông nhận thấy nhân vật này cuối cùng lại được nhiều người công giáo ở mọi lứa tuổi đón nhận. Lucifer không thể phủ nhận là rất dễ thương, E. Grab viết. Có thể bạn không đồng ý, nhưng tôi phải khen ngợi những người sáng tạo, họ đã thể hiện được đức tin ngây thơ, trong sáng của trẻ nhỏ và những biểu tượng hành hương trong nhân vật của cô ấy, đôi ủng lắm buồn, vỏ sò Camino de Santiago trong mắt, cây thánh giá của người hành hương. Và tràn hạt truyền giáo thế giới, rất tinh tế. Những người Kitô hữu không phải công giáo cũng tham gia vào trào lưu lưu sơ để tạo ra các phiên bản của nhân vật này đại diện cho giáo phái của họ. Một bài đăng trên Suberdi của anh giáo đã phát triển một phiên bản lưu sơ theo phong cách anh giáo với những biểu tượng đại diện cho giáo phái của họ người Luther trên Facebook và X cũng làm điều tương tự, tạo ra các phiên bản Luther phong cách Lutheran và nói rằng cô đã chuyển đạo. Khiến các tín hữu công giáo phản hồi mạnh mẽ để đòi lại nhân vật. Một số Kitô hữu chính thống giáo cũng tạo ra các bài đăng tương tự. Các giám mục Hoa Kỳ công bố tuần cửu nhật kính chúa Kitô vua. Kêu gọi cầu nguyện cho đi tự do của giáo hội. Ủy ban tự do tôn giáo của Hội đồng giám mục công giáo Hoa Kỳ, USCCB, khuyến khích các tín hữu tham gia tuần cử nhật trước lễ Chúa Kitô Vua. Sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng 11 năm nay. Tuần cử nhật Chúa Kitô Vua sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 11, và kết thúc vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 11. Các giám mục yêu cầu các tín hữu dân lời cầu nguyện lên Chúa Kitô Vua để cho sự tự do của giáo hội. Một số ý nguyện trong tuần cử nhật bao gồm cầu xin để người có đức tin có thể tụ họp tại các nơi thờ phượng mà không sợ hãi. Xin Chúa ban hy vọng và can đảm cho những người sống trong lo sợ bị bách hại. Xin Chúa bảo vệ người di cư và tị nạn. Và để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể tự do thúc đẩy văn hóa sự sống tại nơi làm việc của họ. Tuần cử nhật bao gồm một ý nguyện cụ thể cho mỗi ngày, theo sau là một kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh, và một lời cầu nguyện kính chúa Kitô vua. Vào năm 2012, các giám mục đã ban hành một tài liệu có tên về tự do đầu tiên, được yêu quý nhất của chúng ta, tuyên bố về tự do tôn giáo. Trong đó họ khuyến nghị rằng lễ trọng kính Chúa Kitô Vua nên là một ngày mà các giám mục và linh mục đặc biệt nhấn mạnh về tự do tôn giáo, cả trong và ngoài nước. Vì đây là một lễ e được ra đời nhằm phản kháng lại các cuộc xâm lấn của chủ nghĩa toàn trị đối với tự do tôn giáo. Đến với tất cả anh chị em công giáo Chúng tôi kêu gọi anh chị em gia tăng lời cầu nguyện và ăn chay để tái sinh tự do trong đất nước thân yêu của chúng ta, tài liệu này nêu rõ. Đức Giáo Hoàng Côi 11 đã thiết lập lễ Chúa Kitô Tô Vua vào năm 1925 qua thông điệp qua streamat, trước hết, để đáp lại chủ nghĩa thế tục và vô thần đang gia tăng. Ngài nhận ra rằng việc loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống công cộng sẽ gây ra sự bất hòa tiếp tục giữa con người và các dân tộc. Trong thông điệp, Đức Giáo Hoàng nói rằng Chúa Gieo là sự thật đích thực, và chính từ người mà sự thật phải được nhân loại tiếp nhận một cách vân phục. Thông điệp nêu rõ, ở người phải trị vì trong tâm trí chúng ta. đều phải đồng thuận với sự vân phục hoàn toàn và niềm tin vững chắc vào chân lý đã được mặc khải và các giáo lý của Chúa Kitô. Người phải trị vì trong ý chí của chúng ta, đều phải tuân theo các luật và mệnh lệnh của Thiên Chúa. Người phải trị vì trong trái tim của chúng ta, đều phải khước từ các dục vọng tự nhiên và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và chỉ gắn bó với người. Người phải trị vì trong thân thể và các chi thể của chúng ta, đều phải là dụng cụ cho việc thánh hóa nội tâm của linh hồn chúng ta, hoặc để nói theo lời của Thánh Phaolô như dụng cụ của sự công chính đối với Thiên Chúa. Giám mục bảo vệ việc đọc kinh thánh Mi Kê trong thánh lễ, ma quỷ không có ảnh hưởng. Giám mục Thomas Paproki của Springfield, Illinois đã phản hồi một lá thư trên tờ Wall Street Journal từ một linh mục phản đối việc đọc kinh thánh Ni kê cuối thánh lễ, khẳng định quan điểm của linh mục này là hoàn toàn sai. Trong lá thư gửi cho biên tập viên, được đăng ngày 21 tháng 10, cha Bét Bedna, một linh mục đã nghỉ hưu thuộc giáo phận Cleveland, cho rằng Vatican hay đã bãi bỏ thực hành này vào năm 1964 vì lời cầu nguyện gây cản trở đến tính toàn vẹn của thánh lễ. Betna nêu quan điểm rằng việc cầu nguyện với Thánh Mi sau Thánh lễ gây kết thúc phụng vụ bằng một lòng sùng kính riêng, một lời thỉnh cầu đến một vị Thánh. Trong khi tất cả các lời nguyện đã được kết thúc trước đó và được hướng về Thiên Chúa Cha. Kết thúc Thánh lễ là để gửi các tín hữu ra ngoài với một sứ vụ tích cực, mời gọi họ mở rộng vương quốc của Thiên Chúa qua việc loan báo tin mừng, Betna viết. Thánh Mi được biết đến như là thủ lĩnh của các thiên thần hộ mệnh và chúng ta hoàn toàn có thể xin Ngài giúp đỡ nhưng các tín hữu nên chấp nhận sự hiện diện của Chúa trong thánh thể như là sự bảo vệ chính yếu của họ chống lại sự gian ác và cạm bẫy của ma quỷ, và đáp lại lời mời gọi của Chúa để mở rộng vương quốc của Ngài. Nơi mà ma quỷ không có ảnh hưởng, e linh mục kết luận. Trong lá thư phản hồi được công bố ngày 27 tháng 10, Giám mục Paproki bác bỏ khẳng định của Betna rằng việc cầu nguyện với Thánh Mike sau Thánh lễ là được kết thúc phụng vụ bằng một lòng sùng kính riêng. Phụng vụ kết thúc khi vị chủ tế nói, lễ đã xong chúc anh chị em đi bình an và cộng đoàn đáp lại tạ ơn chúa lời cầu nguyện sau đó được đọc sau thánh lễ mà linh mục và cộng đoàn có quyền tự do thực hiện điều này không phải là lòng sùng kính riêng khi được cầu nguyện công khai paproki viết kết thúc thánh lễ là gửi các tín hữu ra ngoài với một sứ vụ tích cực và trong khi cha Bét Na đúng khi nói rằng ma quỷ không có ảnh hưởng trong vương quốc của thiên chúa chúng ta chưa đạt tới đó việc cầu nguyện cùng nhau không gây hại gì, và chúng ta cầu nguyện mong rằng sự chuyển cầu của Thánh Mi Kê sẽ bảo vệ chúng ta trong các trận chiến tâm linh. Thánh Mi Kê Tổng lãnh Thiên Thần là một trong bốn thiên thần chính yếu và được mô tả trong Kinh Thánh là một cây hoàng tử vĩ đại và chiến đấu chống lại Satan để bảo vệ dân chúa. Sau khi có thị kiến vào năm 1884 về Satan gây rối loạn ở trên thế gian, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã sáng tác ba lời cầu nguyện với Thánh Mi Kê trong đó ngài yêu cầu một lời cầu nguyện ngắn nhất được đọc cuối mỗi thánh lễ lời cầu nguyện đó như sau lạy thánh mi kê tổng lãnh thiên thần xin bảo vệ chúng con trong cuộc chiến hãy là sự che chở cho chúng con chống lại sự gian ác và mưu mô của ma quỷ xin chúa khiển trách nó chúng con khiêm nhường nài xin và ngài là hoàng tử của đạo binh thiên quốc nhờ quyền phép chúa xin xua đuổi satan và các thần dữ đang rình rập thế gian để hủy diệt các linh hồn xuống hỏa ngục Amen. Lời cầu nguyện với Thánh Mi-kê từng là một phần thường xuyên trong thánh lễ cho đến thời Công đồng Vatican II. Mặc dù Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1994 đã khuyến khích các tín hữu công giáo biến lời cầu nguyện này thành một phần thường xuyên trong cuộc sống. Lòng sùng kính Thánh Mi-kê ngày nay vẫn được khuyến khích rộng rãi, bao gồm cả từ Đức Giáo hoàng Phanxicô. Cầu nguyện cho một cuộc bầu cử hòa bình với ứng dụng Halo. Yep, trên Aletaia xuất bản ngày 2 tháng 11, 2024, loan tin Hello, ứng dụng cầu nguyện số 1, đã phát động sáng kiến cầu nguyện One Nation Under God để thúc đẩy sự đoàn kết quốc gia và nhắc nhở rằng Chúa cuối cùng là vua. Thực vậy, khi Hoa Kỳ đang tiến gần đến ngày bầu cử, Halo, ứng dụng cầu nguyện số 1, đã phát thách thức cầu nguyện cho một mùa bầu cử hòa bình. Với tên gọi One Nation Under God, thách thức này kêu gọi người dân Mỹ cùng cầu nguyện cho sự đoàn kết quốc gia từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11, với các nguồn tài nguyên cầu nguyện mở rộng sau cuộc bầu cử. Trong một email gửi cho Aletaya, một đại diện của Halo giải thích rằng ý tưởng này xuất phát từ việc coi mùa bầu cử là thời điểm đặc biệt căng thẳng và đầy lo lắng. Halo đã phát động thách thức cầu nguyện One Nation Under God với hy vọng chân thành rằng Hoa Kỳ có thể trải nghiệm sự bình an của Chúa trong thời điểm này khi chúng ta dễ cảm thấy chóng ngợp. Họ viết trên trang thách thức. Không quan trọng việc bạn đang tranh cử, chỉ chú ý đến cuộc bầu cử hay cố gắng tránh bị cuốn vào biển hỗn loạn bầu cử. Việc thấy mùa bầu cử là một mùa đầy thử thách là điều quá bình thường. Hà Lâu giải thích: "May mắn thay, trong những khoảnh khắc chúng ta cảm thấy choáng ngợp, chúng ta có thể hướng về Chúa để được bình an. Và trong những khoảnh khắc đất nước chúng ta cảm thấy chia rẽ, chúng ta có thể đoàn kết trong lời cầu nguyện." Thách thức cầu nguyện một quốc gia dưới sự dẫn dắt của Chúa cung cấp một số nguồn tài nguyên để mọi người tiếp tục cầu nguyện trong suốt mùa bầu cử, bắt đầu bằng các đoạn kinh thánh. Nội dung tránh khuynh hướng chính trị, để nhấn mạnh rằng bên nào thắng nhà trắng không quan trọng vì Chúa cuối cùng là vua. Những câu kinh thánh khác thúc giục những người tham gia tin tưởng vào Chúa và đoàn kết trong lời cầu nguyện. Đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của Halo, Alex Jones, cho biết về thách thức. Chúng ta nên tham gia vào chính trị, bỏ phiếu là một nghĩa vụ công dân quan trọng. Nhưng chúng ta thường quên cầu nguyện và quên đặt lời cầu nguyện lên hàng đầu. Chúng ta chắc chắn là công dân của Hoa Kỳ và chúng ta nên tham gia vào đất nước của mình, nhưng trước hết chúng ta là công dân của Vương quốc Thiên Chúa. Đối với chúng ta, Điều quan trọng là phải nghiêm túc thực hiện điều đó. Chúng ta biết rằng chúng ta nên cầu nguyện cho cuộc bầu cử và cầu nguyện cho đất nước của mình, nhưng làm sao chúng ta có thể nghiêm túc thực hiện điều đó? Làm sao chúng ta có thể đặt Chúa lên hàng đầu? Bên cạnh các câu kinh thánh, Lâu đã sắp xếp nhiều lời cầu nguyện khác nhau, bao gồm cả những lời cầu nguyện gốc do nhóm Halelu viết và lời cầu nguyện chính thức trước cuộc bầu cử của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Halelu cũng cung cấp những lời cầu nguyện sau cuộc bầu cử tập trung vào sự hiệp nhất trong những tháng dẫn đến lễ nhậm chức Phù hợp với chủ đề của Hoa Kỳ, Hà cũng đã liệt kê một loạt các lời cầu nguyện và suy gẫm về các cuộc bầu cử từ các cựu tổng thống Hoa Kỳ. John cho biết, có một câu trích dẫn tuyệt đẹp mà chúng tôi đã đưa vào thách thức của Abraham Lincoln trong bối cảnh nội chiến. Ông nói, các quốc gia có bổn phận phải công nhận chân lý cao cả được công bố trong kinh thánh và được chứng minh bởi toàn bộ lịch sử rằng chỉ những quốc gia nào có Chúa là Chúa mới được ban phước. Nhưng chúng ta đã quên Chúa. Vấn đề là cố gắng quay trở lại với cách đất nước được thành lập và những gì Chúa muốn, đó là đặt người lên hàng đầu để người biến đổi trái tim chúng ta. Hiện có hơn 81,000 người đã đăng ký tham gia thách thức cầu nguyện một quốc gia dưới sự dẫn dắt của Chúa. Truy cập Halo để tìm hiểu thêm và đăng ký cầu nguyện cho một mùa bầu cử hòa bình ngay hôm nay. Vị thánh bảo trợ của những chính nghĩa đã mất sẽ đi thăm Hoa Kỳ trong năm bầu cử. Cũng Jeff trên Aletaya xuất bản ngày 28 tháng 10 năm 24, có bài viết về thánh Judah, vốn được mệnh danh là quan thầy của các chính nghĩa đã mất. Ông viết chuyến tham quan Hoa Kỳ của Thánh Tích Thánh Juda, tông đồ của những điều bất khả, đã được kéo dài thêm ít nhất 30 điểm dừng nữa, sẽ tiếp tục cho đến tháng 12. Từ năm 2023, Thánh Tích của Thánh Juda, Thaddeus tông đồ và là anh em họ được cho là của Chúa Giêsu Kitô đã được đưa đi khắp Hoa Kỳ. Ban đầu dự định kết thúc vào tháng 5, chuyến đi đã được kéo dài đến tháng 12 năm 2024 để vị thánh bảo trợ những chính nghĩa đã mất mang lại hy vọng trong chu kỳ bầu cử đầy biến động. Aletaia trước đó đã đưa tin rằng chuyến đi đã được tổ chức dưới tên gọi tông đồ của những điều bất khả, chuyến tham quan thánh tích của thánh Judas tông đồ. Cha Carlos Martins, giám đốc của Treasure of The Church, sẽ tiếp tục đi khắp đất nước với thánh tích của thánh Judas, bao gồm thánh tích cánh tay của thánh Judas. Đây là thánh tích hạng nhất vì nó là một phần cơ thể của chính vị thánh. Cha Martins đã bình luận về chuyến đi. Được coi là vị thánh bảo trợ của những chính nghĩa đã mất và những tình huống tuyệt vọng, Martins giải thích. Chuyến viếng thăm này mang đến cho mọi người cơ hội trải nghiệm sự gần gũi với một người sống trên thiên đường và tận mắt nhìn thấy Chúa. Nó cho phép các tín hữu nhận được phước lành của Ngài và giao phó cho Ngài những lời thỉnh cầu của họ. Trong một báo cáo từ tờ Daily Herald, khi được hỏi tại sao chuyến lưu diễn được kéo dài, Martins đã liệt kê nhiều yếu tố dẫn đến quyết định này. Trước hết, Martins lưu ý rằng nhiều người ở Hoa Kỳ vẫn đang choáng váng vì hậu quả của đại dịch COVID-19. Ngài cho biết, nhiều người vẫn đau buồn vì người thân đã mất vì virus nhiều người phải chịu đựng những ảnh hưởng của Covid kéo dài và các tình trạng bệnh lý liên quan đến đại dịch khác. Việc cô lập trong thời gian dài đã khiến nhiều người bị trầm cảm và sức khỏe tâm thần suy giảm. Ngài tiếp tục lưu ý rằng ngài đã xác định được sự ngờ vực lan rộng đối với chính sách công và báo cáo của phương tiện truyền thông cũng như khó khăn kinh tế ngày càng tăng do các doanh nghiệp đóng cửa và lạm phát. Cha Ma Ân tin rằng sự hiện diện của Thánh Giuđa Tông đồ sẽ mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những người công giáo trong thời điểm khó khăn này. Khi chuyến tham quan tiếp tục, Việc ban hành các ân xá toàn xá do Đức Giáo Hoàng Francisco ban cho những người hành hương để tôn kính thánh tích cũng sẽ tiếp tục. Chuyến tham quan đã bổ sung thêm ít nhất 30 điểm dừng tại các nhà thờ giáo sứ và sẽ có thêm nhiều điểm dừng hơn nữa trong những tháng tới. Mỗi điểm dừng dự kiến sẽ thu hút rất đông tín hữu, vì vậy du khách sẽ phải đứng chật kín. Có thể xem lịch trình mở rộng tại trang web của The Apostle of The Impossible Tour. Tìm địa điểm gần nhất để lên kế hoạch hành hương đến tôn kính thánh tích của Thánh Judas Tông Đồ. Hãy lịch sự hóa nó hãy cam kết giữ cho cuộc bầu cử này mang tính văn minh lịch sự. Jeff Morrow, cũng trên Aletaia xuất bản ngày 17 tháng 10 năm 24, khuyên mọi người nên lịch sự hóa cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024. Ông viết, để đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco về một nền chính trị tốt đẹp hơn, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đang mời tất cả cử tri Hoa Kỳ cam kết giữ cho mùa bầu cử này thân thiện. Hội đồng đã phát động một sáng kiến để nhắc nhở cử tri rằng tất cả chúng ta đều là hàng xóm, và các cuộc thảo luận về chính trị nên duy trì tính thân thiện trong mùa bầu cử năm 2024. Được gọi là Civilize IT, chiến dịch này ra đời để đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco về một nền chính trị tốt đẹp hơn, một nền chính trị thực sự phục vụ lợi ích chung, được nêu trong thông điệp Fratelli Tutti năm 2020 của ngài. Trên trang web của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, các giám mục giới thiệu Civilize IT bằng cách đầu tiên thừa nhận bản chất ngày càng phân cực của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ với năm 2024 đặc biệt gây chia rẽ. Trong một thông điệp video kêu gọi những người công giáo tham gia chiến dịch và cam kết duy trì sự lịch sự trong suốt mùa bầu cử, Tổng giám mục giáo tỉnh Boris Gutiak thuộc Tổng giáo phận công giáo Ukraine tại Philadelphia cho biết Trong quốc gia của chúng ta, nhu cầu đối thoại là rất lớn. Trong năm qua, chúng ta đã thấy cuộc xung đột ở đất thánh đã chia rẽ các thành phố và chia rẽ các trường học của chúng ta như thế nào. Với cuộc bầu cử vào tháng 11, các cuộc tranh luận và bất đồng sẽ chỉ ngày càng gia tăng. Tổng giám mục Gutierrez, người phục vụ Hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ với tư cách là chủ tịch Ủy ban Công lý trong nước và Phát triển con người, lập luận rằng chúng ta có thể tham gia vào việc hàn gắn những chia rẽ, chúng ta có thể tham gia vào cuộc đối thoại tôn trọng với người khác. Theo cách này, chúng ta có thể cùng nhau đoàn kết và chung tay trả lời lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco về một nền chính trị tốt đẹp hơn bằng cách cam kết civilité. Để đạt được mục đích này, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã viết một lời cam kết mà họ khuyến khích người công giáo Hoa Kỳ thực hiện trước cuộc bầu cử tháng 11. Lời cam kết được thực hiện theo ba hạng mục: Bác ái. Khẳng định qua lời nói và hành động của tôi về phẩm giá của mỗi người, mỗi người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa. Ngay cả những người mà tôi không đồng tình cũng được tạo ra theo hình ảnh của Người. Lắng nghe một cách tôn trọng để hiểu những trải nghiệm khác với trải nghiệm của riêng tôi. Rõ ràng tham gia vào quá trình xem xét phê phán để đảm bảo rằng quan điểm của tôi bắt nguồn từ sự thật, rằng các nguồn thông tin của tôi là khách quan và rằng tôi không mở lòng mình để bị lợi ích đảng phái thao túng. Đào tạo lương tâm của tôi thông qua sự suy gẫm cầu nguyện, nghiên cứu thánh kinh và giáo lý của giáo hội và sự hướng dẫn từ các chuyên gia có uy tín. Suy gẫm về các giá trị của riêng tôi và cùng với những người khác tìm cách xác định các giá trị chung cởi mở với quá trình đối thoại có thể đòi hỏi phải thay đổi quan điểm của riêng tôi và của người khác để phục vụ cho phẩm giá bất khả xâm phạm của tất cả mọi người và lợi ích chung. Sáng tạo, trở thành người xây dựng cầu nối tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng dựa trên các giá trị chung, trao đổi hồng ân hỗ tương và sự khiêm nhường để cùng nhau tìm kiếm điều tốt đẹp. Xem sự khác biệt về quan điểm là cơ hội cho sự căng thẳng sáng tạo có thể mang lại giải pháp cho lợi ích chung. Làm việc với người khác để xác định các giải pháp sáng tạo bắt nguồn từ các giá trị chung của chúng ta. Những người sử dụng lời tuyên thệ được mời cam kết hơn nữa với sáng kiến này bằng cách đăng ký với Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ để nhận thông tin cập nhật và email. Tìm hiểu thêm và tuyên thệ văn minh hóa tại Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Giám mục Misauri cấm các bài thánh ca có sai lầm về giáo lý hoặc tác giả có vấn đề. Đức cha V. Đức Song Vakai của Jefferson City, Misauri, đã ban hành sắc lệnh cấm một số bài thánh ca do sai lầm về thần học hoặc do những người bị cáo buộc lạm dụng sáng tác sắc lệnh. Có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11, cấm tất cả các tác phẩm của David Haas, Linh Mục Quá Cố Xét Yaro Gabarin và Ed Colin. Tất cả đều bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cách đáng tin cậy. Những lệnh cấm như vậy đã được áp dụng tại một số giáo phận Hoa Kỳ, với các cáo buộc chống lại cả ba nhà soạn nhạc nổi lên trong vài năm qua. Ngoài ra, trong danh sách còn có 12 bài thánh ca cụ thể được Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ phát hiện là có vấn đề về giáo lý, ông Arwelcom của Marty Horen, Asset của Tom Conry, Break of Life của Bernadette Farrell, Celtic Alelia, Sending Fox của Christopher Walker và Fintan Ocaron, Covenant Hymn của Rory Cooney và Gary Diger, For the Healing of the Nation của Fred Kang, John Wade và Randan Debin. Gốc Hes Chosen Me của Bernadette Farrell, Hallel. We Sing best, một sáng tác ẩn danh của Nam Phi, Let be The Spirit Gay của Bob Hook. Mani and Greg của Linh Mục Dòng Paulo Ricky Manalo, Tab of Plenty của Giang Súc và Three Days của MD Rick và Kasim Kinley. Cha Daniel Mary, Chủ tịch Ủy ban Phụng vụ của Giáo Phận nói với OSV News rằng sắc lệnh này xuất phát từ một sáng kiến bắt đầu cách đây khoảng 7 năm nhằm tạo ra một tuyển tập các bài thánh ca chung giữa các giáo xứ trong giáo phận. Trong quá trình này, ủy ban nhận ra rằng lại có một số bài thánh ca có lẽ không nên sử dụng, ngài nói. Nhiều bài bị cấm đã xuất hiện trong báo cáo năm 2020 của Ủy ban Giáo lý USCCB có tựa đề Thánh ca công giáo phục vụ giáo hội, công cụ hỗ trợ đánh giá lời thánh ca. Báo cáo đó đưa ra hai nguyên tắc chính để xác định xem một bài thánh ca có phù hợp để sử dụng trong phụng vụ hay không. Thứ nhất, liệu văn bản có phù hợp với giáo lý công giáo hay không? Và thứ hai là liệu hình ảnh và từ vựng của bài thánh ca có phản ánh phù hợp với cách sử dụng kinh thánh và lời cầu nguyện phụng vụ công khai của giáo hội hay không? Một số bài thánh ca phổ biến được phát hiện có những thiếu sót trong việc trình bày giáo lý thánh thể. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất và nghiêm trọng nhất gây lo ngại liên quan đến các bài hát này. Những thiếu sót khác được Ủy ban Giáo lý USCCB xác định liên quan đến việc trình bày giáo lý ba ngôi và giáo lý về Thiên Chúa và mối quan hệ của Ngài với con người. Ngoài ra còn có những bài thánh ca coi giáo hội về cơ bản là một tổ chức của loài người, và những bài thánh ca cổ suý quan điểm sai lầm về giáo lý của người Do Thái, và những lầm lạc về nhân chủng học Kitô tô giáo tất cả đều nhằm mục đích cung cấp định hướng và hướng dẫn tốt, Kẻ cha Mary tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Catholic Missourian. Tờ báo của giáo phận Jefferson City. Trong đó lưu ý rằng các nhạc sĩ của những bài hát bị phát hiện có thiếu sót có thể tự do sửa lại lời bài hát và gửi phiên bản mới cho Ủy ban học thuyết của USCCB để xem xét. Chúng tôi muốn phát huy âm nhạc hay trong các nghi lễ phụng vụ của mình vì chúng tôi nhận ra rằng âm nhạc là một phần quan trọng trong cách chúng ta thờ phượng Chúa và truyền bá đức tin. vị linh mục là cha xứ của giáo xứ trung tâm thánh Thomas Monument và giáo xứ thánh Tâm ở Columbia, Missouri cho biết một phần quan trọng của tiêu chuẩn giáo lý là thúc đẩy sự hiểu biết đầy đủ hơn về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. một phần của mối quan tâm là rất nhiều bài hát mà chúng ta hát nhấn mạnh quá mức vào một chiều kích của bí tích thánh thể cha Mary nói với tờ The Catholic Missourian. Ví dụ, Ngài trích dẫn việc nhấn mạnh vào các chiều kích cộng đồng và xã hội của bí tích thánh thể, mà không nhấn mạnh đúng mức đến hy tế của Chúa Kitô và sự hiện diện thực sự của người, cũng như nhu cầu hoán cải liên tục giữa mọi người rước lễ. Cùng với các bài thánh ca bị cấm, sắc lệnh của Đức Cham Cơ Cai cũng bao gồm việc chấp thuận bốn quy định về thánh ca thánh lễ bao gồm việc hát trong thánh lễ, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Latin, Thánh lễ Thánh Francis Cabrini của Kevin Kay. Được tài liệu mô tả là sở hữu, sự vĩ đại, trong khi vẫn có thể hát được và dễ tiếp cận với một vụ, Thánh lễ sáng thế được sửa đổi của Mati Hojen, quen thuộc. Dễ hát và vẫn được sử dụng rộng rãi, và Misa del Pubel in của Bob Hook, được chấp thuận để sử dụng trong các phụng vụ song ngữ và tiếng Tây Ban Nha. Cha Mary nói với OSV News rằng trong những năm kể từ khi có sự bùng nổ tuyệt vời về sáng tạo âm nhạc sau công đồng Vatican II, giáo hội đã bắt đầu củng cố và đánh giá chặt chẽ hơn về thánh ca của mình. Nhưng không phải với ý định đàn áp mọi người, cha Mary nói. Thay vào đó, với ý định khuyến khích những điều thực sự sẽ xây dựng giáo hội. Ngài nói thêm, sự sáng suốt có tác dụng chữa lành. Con xin cảm ơn cộng đoàn đã nghe bản tin giáo hội công giáo ngày mùng 5 tháng 11. Con xin khép lại bản tin ở đây và xin hẹn cộng đoàn ở những bản tin tiếp theo. Kính chúc cộng đoàn ngày mới an bình trong Chúa Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.